Thúy Nga tiết lộ lý do Hoài Linh chắp tay, cúi sát đất vái lại khán giả trong đám tang Chí Tài. Sau gần một tuần nghệ sĩ Chí Tài vĩnh viễn ra đi, nhưng bạn bè, người hâm mộ vẫn chưa khỏi bàng hoàng và xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ clip kể về những kỷ niệm đẹp với nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời. Vào tối ngày 15 tháng 12, danh hài Thúy Nga đã livestream trò chuyện với khán giả để san sẻ nỗi buồn vì sự ra đi vĩnh viễn của người đồng nghiệp thân thiết. Đặc biệt, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ lý do khiến nghệ sĩ Hoài Linh quyết tìm mọi cách đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ đoàn tụ với ca sĩ Phương Loan. Theo lời Thúy Nga chia sẻ, kế hoạch ban đầu của nghệ sĩ Hoài Linh là tổ chức tang lễ và hỏa táng thi thể nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, nhưng đã quyết định thay đổi vì câu nói xót xa của ca sĩ Phương Loan. Thúy Nga kể, là đưa được anh Chí Tài về tại Mỹ cho chị để chị được nhìn lần cuối. Thì quý vị biết không, là cuối cùng là cái biện pháp cuối cùng là đưa được Chí Tài về mà chị Loan chỉ mừng lắm quý vị. Mặc dù anh đã mất rồi mà chỉ nói với anh Hoài Linh một câu đó, trời ơi bây giờ là anh Chí Tài về tới Mỹ rồi. Từ nay trở đi là anh Tài sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở bên chị luôn. Và anh sẽ không có đi đâu nữa, anh sẽ không bỏ chị nữa. Như vậy biết không? Khi mà anh Hoài Linh á, anh điện thoại, anh kể cho mình nghe cái câu chuyện đó. Thực sự mình rớt nước mắt luôn á mọi người. Chia sẻ câu chuyện xúc động của ca sĩ Phương Loan và người chồng quá cố, danh hài Thúy Nga không nén được xúc động. Danh hài Thúy Nga chia sẻ thêm, khi người vợ nói câu đó là biết thương đến mức nào, từ hôm anh Tài sang Mỹ rồi, chị Loan mới chỉ nghỉ ngơi được một chút. Anh Hoài Linh còn kể với tôi vì sao lại quỳ lạy trong đám tang anh Chí Tài. Anh bảo tôi, em có biết vì sao anh phải chắp tay cúi sát đất vái lạy khán giả không? Đáng lẽ ra khi đưa quan tài ra phải nâng lên cao, nhưng quan tài này làm theo tiêu chuẩn nước ngoài nên khá nặng, chỉ nâng được thấp khiến cho khán giả không nhìn thấy. Anh cảm giác như anh Chí Tài chưa chào được khán giả nên phải thay anh ấy chào. Tức là việc anh Hoài Linh quỳ lại khán giả là thay cho anh Chí Tài, chắp tay xá xuống đất. Sáng nay anh Hoài Linh ngồi tâm sự với tôi cả tiếng đồng hồ. Có nhiều chuyện tâm linh rất hay, nhưng tôi không thể kể ra được, chỉ anh em đồng nghiệp chúng tôi biết với nhau thôi.